Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng với biệt đội săn bắt ma của mình đi tìm những con ma bí ẩn, và con ma bí ẩn lần này có liên quan tới đường ray xe lửa. À, không biết các bạn có đoán được tên của con ma này hay không. Thì con ma này mình bật mí luôn, nó là một nhân vật hoạt hình. Nó có tên là Thomas the Train, là một nhân vật hoạt hình, là một cái chiếc xe xe lửa đó, đúng không các bạn? Nhưng mà lần này mình sẽ phải đi tìm một phiên bản gọi là ma của phiên bản gọi là Thomas the Train. Nó có tên là Thomas.S. À, nghe rất là đáng sợ đúng không? Thì biệt đội của tụi mình rất là đông nha các bạn, nên là mình đi không hề sợ con ma này. Rồi, bây giờ là tụi mình đang đợi ở đây để xem coi là có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng mà nãy giờ mình thấy là chưa có bất kỳ một chuyến xe lửa nào chạy ngang qua đây hết các bạn, cho nên là mình cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra nữa. Rồi, bây giờ các bạn không, không chỉ riêng đội của mình đâu mà còn rất là nhiều người khác luôn các bạn à. Mình không thể tưởng tượng được là cái gọi là con ma này nó lại hot đến như vậy luôn các bạn. Rồi bây giờ, à, ở đây người ta có ghi bản gì nè. Go to the tunnel, à, tunnel to ta game. À, là người ta kêu mình là đi vô đường hầm đằng kia để bắt đầu vào game các bạn. Rồi, vậy thì bây giờ làm sao đây? Chắc có lẽ là mình sẽ đi luôn các bạn ơi, mình thấy rất là nhiều người đi vô kia rồi. Đi thôi mấy đứa ơi, chúng ta cùng nhau đi tìm Thomas.S nào. Rồi, go in here. Rồi bây giờ let's go. Các bạn ơi, ở đây có một cái dòng chữ gì nè, các bạn có thể đọc và dịch ra nha. Còn ở đây mình không thấy, mình không hiểu tại sao người ta lại chặn tụi mình. Ơ, what? Oh no, oh no, cái gì? Ô, xe lửa kìa, xe lửa đang chạy. Ô, what? Đằng kia có gì đó đỏ kìa các bạn ơi. Ở phía đằng kia có cái gì màu đỏ kìa, mình không thấy rõ. Ô, đó có phải là Thomas.S không? Chạy, chạy đi. No, xe lửa chặn tụi mình rồi, sao mình chạy được? Đó chính là Thomas các bạn ơi. Đúng rồi, chính xác. Chạy, chạy đi. Chạy đi mấy đứa ơi, chạy chạy. Run. Ui các bạn ơi, kìa kìa, các bạn, cho mấy bạn nhìn kỹ luôn. Từ, mình lo chạy đi các bạn ơi, không thể nào mình nhìn kỹ được. Cái gì đây? Oh no, mình đang nhảy qua cái gì các bạn ơi? Oh no, đây chính là cái gọi là cái bánh xe của Thomas các bạn ơi, mình đang nhảy qua đó. Oh no, wow, cái gì? Ơi, cô ơi. Ui cái gì đây? Ui cái này là lửa không vậy? Ây da, cái này sao toàn là lửa không vậy? Chạy qua. No, help me. No, xuống lưng kìa. Nó xuống lưng kìa. Trời ơi các bạn ơi, thì ra là trong đường hầm này là Thomas.S đang ở đây nha các bạn. Tụi mình phải vượt qua những cái, ui các bạn ơi, đây là những cái to tàu nè. Nó đã bị bỏ hoang rất là lâu hay sao á. Các bạn nhìn nè, nó bị hư tùm lum hết luôn các bạn. Bây giờ mình phải chạy thôi. Nó đang đuổi theo mình, đang đuổi theo mình đúng không? Đúng rồi, rồi chạy đi. Chạy đi. Cái gì đây? Ô rô, có cả người ngoài hành tinh nữa các bạn. Làm sao đây? Có cả người ngoài hành tinh nữa. Kìa. No. Chạy. Chạy. Chạy đi. Mình thấy màu đỏ đằng sau lưng của mình là chắc chắn là Thomas đang ở đằng sau lưng của mình. No. Mình đoán không. Ô, anh em của mình đâu rồi? À, what? Trời, cái gì? Thì ra nó chỉ là ảo giác thôi bạn ơi. Nó chỉ ảo giác. No. Nó kia. Anh em ơi, anh em của tôi ơi, đâu rồi? Help me. Ồ các bạn ơi, nhìn cái đường này nó ảo ma quá các bạn. Oh no, cái đường gì đây? No. Đường, stop. Ơi các bạn, nó thật sự rất là ảo. Nó đúng là ma rồi các bạn ơi. Không có đường ray nhưng mà nó vẫn chạy được kìa. Trời ơi, chạy, lên lên. Ui, tụi nó, mấy đứa mà trong đội săn bắt ma của tụi mình á, bị gọi là cái xe lửa nó ăn luôn rồi. Bây giờ mình phải chạy thôi. Đây có đường ray nè. Trời ơi, nó chạy, nó dí theo mình kìa. Mình chạy nãy giờ mình không đuổi mà nó đuổi được. What? Cái gì vậy? What? Xuất hiện trước mặt mình luôn các bạn, làm hết hồn. Trời ơi, cái này không ổn rồi bạn ơi. Cái này phải chạy thôi. Nhưng mà mình nghĩ là, trời ơi, đằng kia nó chặn đường mình luôn, sao mình chạy? Em xin đầu hàng. Bây giờ không chạy được, không biết làm sao để chạy được các bạn à. No, please, no. Rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Leo lên, đúng rồi, leo lên luôn. No. Bây giờ phải chạy bên này các bạn ơi. Mình đang tìm cách trốn khỏi cái gọi là cái xe lửa Thomas. À, có đường rồi, thoát rồi. Yeah, thoát rồi các bạn ơi. Yeah, mình leo lên đây nè. Mình leo lên đây làm an toàn. Leo đây. Sao cứng ngắc vậy? No. Có đường nè. Trời ơi, mình thành cái gì luôn rồi các bạn ơi. Oh no. Thì ra là mình phải chạy vô kia. Ai mà biết đâu,
Trời ơi, mình rối quá, mình không biết gì luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với biệt đội bắt ma của mình chơi một trò chơi ai gan dạ nhất. Bây giờ tụi mình sẽ đứng ở đây, sau khi mà Thomas.S xuất hiện, ai mà chạy trước người đó thua, mà ai đứng lại cuối cùng người đó sẽ chiến thắng nha các bạn. Đó, bây giờ đứng im ở đây nè, để xem coi là khi mà Thomas.S xuất hiện á, đứa nào chạy đầu tiên. Các bạn nhớ tên, các bạn bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Xe lửa đang kích hoạt rồi các bạn, xe lửa đang chạy. Và các bạn nhìn đằng sau lưng kia. Oh no, có đứa nào chạy không? Các bạn bình luận kia, nó chạy kia, nó sợ rồi. Các bạn nhìn thấy tên đứa nào các bạn bình luận nha. Bây giờ mình đứng im ở đây luôn, mình không chạy, nó kêu run run. Yếu, anh không sợ đâu em à. Không sợ đâu, đừng lo, đừng lo, cứ đứng im. Để coi mình có phải là người cuối cùng đứng ở đây không, hay nó chạy hết, chạy đi, chạy, cố lên. Mình sẽ là người cuối cùng đó, chạy, chạy thôi. Các bạn thấy không, thấy mình dũng cảm chưa? Có gì đâu mà sợ, chạy, chạy đi mấy đứa ơi. Ở đằng đây nè, các bạn lưu ý nha, các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy hả, ở dưới này chính là hả, Thomas the Train. Các bạn ơi, còn cái gọi là cái xe lửa mà đang dí theo tụi mình á, đó chính là Thomas.S. Đó, phiên bản khác của Thomas, phiên bản độc ác nha các bạn. Cho nên là nó bắt Thomas the Train làm cho nằm dưới này nè. Đó, tụi mình phải leo qua chỗ đó để tụi mình gọi là nhảy qua. Cố lên nào mấy đứa ơi, mình thấy gọi là ánh sáng ngay người mình là mình nghi rồi đó nha. Trời ơi, ngay ánh sáng gần ngay người mình luôn. Rõ ràng là nó đứng đằng sau lưng của mình đúng không? Chính xác luôn rồi. Đứa nào bị bắt rồi? Đứa nào đã bị bắt rồi? Chạy thôi nó kìa. Nó đằng sau lưng, nó chạy đi em. Chạy đi. Ui, căng quá. Cái này á, nếu mà các bạn không bình tĩnh các bạn sẽ bị bắt. Đó, chẳng hạn như chỗ này, các bạn sẽ bị bắt ngay. Các bạn ơi, cái này là UFO các bạn à. Người ngoài hành tinh luôn, mình không hiểu tại sao có người ngoài hành tinh ở đây nữa. Wow. Rồi, let's go. Oh, hết hồn. Đây chính là Thomas the Train. Các bạn nhìn gương mặt rất là bình thường, rất là dễ thương. Còn đây, Thomas.S. Trời ơi, gương mặt nó đáng sợ quá. Rồi, chắc là Thomas the Train đang cản lại để cho tụi mình chạy. Nhưng mà các bạn ơi, không thể nào được. Chạy, chạy đi em, chạy đi. Các bạn nhìn cái kìa, các bạn không? Ôi, thanh niên này sẽ bị bắt rồi. Các bạn sẽ bị bắt rồi. Uno, lại cái này nữa. Cái này nhìn vô chóng mặt các bạn ơi, nó giống như là một thế giới ảo các bạn ơi. Thomas the Train đang bảo vệ tụi mình. Ha ha, không sợ ngươi đâu. Đã có Thomas the Train bảo vệ chúng ta rồi. Đừng sợ. Không sợ thiệt. Chạy. Trời ơi, đừng có chênh liều như vậy. Nguy hiểm lắm. Ui, kìa, hồi nãy cái đoạn này mình không biết đường nào chạy các bạn ơi. Mình phải tập trung nha, cái đoạn này khá là căng thẳng nha. Come on. Căng quá. Come on, nhanh lên. Đuổi theo sau kìa. Nhanh lên nào. Đừng bốc cuộc. Chạy đi. Rồi, tụi mình đang chạy rồi bạn ơi. Cái khúc này hồi nãy mình chạy rồi nè. Các bạn nhớ không? Đó. Let's go. Đường nào? Đây, có đường kìa, cái chỗ vàng hồi nãy kìa. Ôi sao, hồi nãy đông lắm mà sao giờ còn có mấy đứa vậy? Trời ơi, nó bị bắt hết rồi các bạn ơi. No, nó đang tới kìa. Mình không đi được các bạn, Come on, nó đang tới kìa. No. Mở ra chạy. Chạy lên. Bên này nó mới đó. Hồi nãy đi đường đó là sai đó. Kìa, nó chạy rồi. Ui, nó kìa. Oh no. Ui. Nó phá tường, nó chui vào đây luôn rồi. Chạy. Ôi, xe lửa kìa. Tới rồi các bạn ơi. Tới rồi. Let's go. Đó, hồi nãy kéo đi thì hả, mấy chục người. Bây giờ chưa tới một chục người nữa các bạn thấy không? Theo em nha anh. Ok em, anh sẽ đi theo em. Tại vì mình không biết đường các bạn ơi. Rồi nó tới kìa, chạy lẹ lên. No. Không bị bắt đâu. No. Đi. Lẹ. Đường nào. À đường này đúng không? Rồi, nhảy lên cho được. Oh no, xe lửa tới kìa. Hàng gì hồi nãy mình không biết các bạn. Đấy. No, nó đổi đường đi theo mình tụi kìa. Chạy đi. Không chạy được, coi chạy được. Oh no, cái gì? Cái gì nè? Oh no. Thôi chạy xuống đi, anh đâu biết đường đâu, chạy xuống đi. Rồi các bạn thấy không? Căng quá nha. Căng như dây đàn luôn. Trời, nè các bạn nữ này bạn chạy tới gì? Bạn ơi, bạn có ổn không? Có cần mình cõng bạn chạy không? Chứ nhìn bạn không chạy nổi rồi đó. Nhìn chạy muốn ngất xỉu vậy. Sao nhìn cái tướng gì giống như ngất xỉu vậy trời? Thôi, ôi, cái gì? What? Một chiếc xe lửa màu đỏ. Oh no, cái gì đây? Trời, xung quanh mình là không gian. Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Xung quanh mình là một thế giới hư ảo bạn ơi. Xe lửa nó chạy tới đây luôn à. Oh no.
Ly. Chạy. Ồ, các bạn thấy không? Thế giới này nó như thế nào? Các bạn muốn hạ chạy nó cũng rất khó nha các bạn. Wow. Nhanh, đừng nào. Đây mình phải nhìn cái này. À, mình phải nhìn cái này để cho mình chạy chứ nếu không là mình không thấy đường các bạn à. Rồi, đến kia là cái gì? Đây nè em ơi. Ồ, chúng ta ra ngoài rồi. Rồi yes, thoát rồi. Nhanh. Ủa, cái đường ray này. Sao mà nó bập bênh vậy? Rồi. Wow, chỗ này đẹp quá bạn ơi, chỗ này có cái thác nước đẹp quá nè. Nhưng mà mình không dám nhìn. Ui, mình không dám nhìn. No. Cố lên anh hả? Được rồi, anh đang cố gắng đây nè. Mấy em đợi anh với. Đợi anh với các em à. Anh đang chạy không nổi nữa rồi. Anh mệt quá. Help me. Em. Rồi, hay quá. Các bạn thấy như hai cái thác nước bên kia đẹp không? Cái thác nước á. Rồi, nhanh. Ánh sáng phía cuối con đường. Chắc chắn đây là lối thoát chạy cho tụi mình rồi. Let's go. Đi đâu? Nhanh. Ui các bạn ơi, mình không dám quay lại luôn tại vì mình rất sợ. Thomas.S đang ở sau lưng tụi mình đó. Mình mà quay lại một cái là bắt mình liền. Bây giờ còn có mình cô đơn các bạn ơi. Mấy đứa kia nó đi theo mình bắt ma. Mà cuối cùng con ma bắt nó luôn rồi. Nó không bắt được con ma. Bởi vậy thôi mình bỏ chạy luôn cho rồi. Còn nữa đâu, còn nhiều đâu mà mình phải đứng đợi các bạn. Còn ai nữa đâu? Come on, ánh sáng phía cuối con đường. Let's go. Yeah. Oh, nó kìa. No, Thomas.S, các bạn nhìn kìa. Bạn thấy không? Kìa, các bạn nhìn kìa. Đó chính là nó các bạn ơi. Oh. What? Các bạn nhìn cái mặt của nó lăn kìa. Oh no, lăn kìa. Oh. Đó chính là gương mặt của Thomas. Trời. Nó bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Yeah. Gương mặt của nó đằng kia các bạn thấy không? Gương mặt của Thomas.S. Và nó đã bị tụi mình tiêu diệt. À không, mình không tiêu diệt được nó. Nhưng mà do cái xe lửa này tiêu diệt nó nè các bạn. Xe lửa này hút banh nó luôn các bạn ơi. Oh no. Ánh sáng kia rồi. Chạy ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để xem các video cao. Nếu các bạn đặt hành trình muốn hộ mình nha các bạn ơi. Trời cũng đã tối rồi. Và bây giờ thì mình cùng với đội săn bắt ma của mình bây giờ trở về nhà thôi. Tại vì tụi mình đã tìm hiểu được gọi là Thomas.S là ai. Và tụi mình đã tiêu diệt tụi nó rồi các bạn à.